nghe kênh Ivy Doan Cuộc Sống Mỹ Vlog nha. Hôm nay các bạn có khỏe không? Ivy muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin mới về những cái tình hình của nước Mỹ hiện nay ha. Mọi người có ghé kênh của Ivy, thương Ivy thì hãy nhấn nút đăng ký, subscribe, nhấn nút like, comment và share video này cho nhiều người cùng biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay Ivy muốn chia sẻ với mọi người về cái thông tin đó là Tổng thống Trump sẽ tính tới việc là cho dân Mỹ mượn tiền an sinh xã hội xài trước. Thì Tổng thống Donald Trump nghe nói là đang tính tới một cái phương cách khác nhằm chuyển thêm tiền cho người dân Mỹ trong tình trạng khó khăn tài chính này ha, bằng cách cho họ mượn trước tiền an sinh xã hội hay còn gọi là tiền già đó các bạn. Thì nhiều người dân Mỹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện đang gặp rất là nhiều khó khăn và mong muốn có thêm sự trợ giúp tài chính sau cái đợt mà mỗi người nhận được 1.200 theo cái đạo luật CARES đó các bạn. Tuy nhiên, cái nhiều nhà lập pháp từ phía đảng Cộng Hòa đang tỏ ra ngần ngại về việc cung cấp thêm cho người dân Mỹ, một phần là vì chi phí quá cao, làm tăng thêm cái mức thâm thủng ngân sách của nhà nước và nợ công của nước Mỹ. Cho nên là để giải quyết cái tình trạng này thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump nghe nói là đang tính tới giải pháp cho người dân vay trước tiền an sinh xã hội, rồi sẽ trả lại bằng cách nhận ít hơn số tiền lãnh hàng tháng cho đến khi họ nghỉ hưu ha. Thì thường thì người dân Mỹ phải có cái số tuổi tối thiểu là 62 tuổi và phải đóng tiền vào quỹ nghỉ hưu trong ít nhất 10 năm thì mới được nghỉ hưu sớm và bắt đầu lãnh tiền nghỉ hưu, dù là sẽ ít hơn so với tiền lãnh khi nghỉ hưu đúng tuổi. Nhưng mà có một cái đề nghị của Tòa Bạch Ốc là Nhà Trắng đang xét tới là cho người dân Mỹ vay 5.000 đô từ quỹ an sinh xã hội để đổi lấy việc mà họ nhận tiền già trễ hơn khi nghỉ hưu. Và theo nguồn tin này thì số tiền 5.000 đô này sẽ được coi như là tiền cho vay và sẽ phải trả lại cho chính phủ cả vốn lẫn lời luôn các bạn. Đó là cái thông tin mà Ivy muốn chia sẻ với mọi người, đó là Tổng thống Donald Trump sẽ tính tới việc cho người dân Mỹ mượn tiền an sinh xã hội hay còn gọi là tiền già xài trước. Và thông tin thứ hai thì Ivy muốn chia sẻ với mọi người đó là tiểu bang California đưa ra kế hoạch 25 tỷ giúp cư dân không có khả năng trả tiền thuê nhà ha. Thì hôm thứ Ba là ngày hôm qua, ngày 12 tháng 5, lãnh đạo của Hạ viện và Thượng viện California thông báo cho kế hoạch rằng kế hoạch trị giá 25 tỷ hỗ trợ cho những người dân không thể trả được tiền thuê nhà vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thì lệnh cách ly được California thực hiện từ ngày 19 tháng 3, đóng cửa hầu hết các cơ sở kinh tế của tiểu bang nè, và khiến cho rất là nhiều người bị mất việc, lâm vào cảnh thất nghiệp đó các bạn. Và trước cái tình hình này thì chính quyền tiểu bang ban hành cái lệnh cấm các chủ nhà đuổi khách thuê vì không có khả năng trả tiền nhà hoặc là trả tiền nhà trễ trong cái thời gian mà đại dịch đang xảy ra này ha. Và khi những người thuê không thể trả tiền thuê hàng tháng thì những chủ nhà phải đối mặt với việc bị tịch thu bất động sản vì họ không có thể trả tiền nợ cho ngân hàng đó các bạn. Thì theo kế hoạch của Thượng viện, để giải quyết cái vấn đề này thì sẽ cung cấp các khoản tín dụng thuế là tax credit cho chủ nhà có trị giá bằng với cái số tiền nhà họ sẽ nhận hàng tháng. Thì cái khoản tín dụng này được dùng để giảm các khoản thuế của tiểu bang từ năm 2024 đến 2033 để chủ nhà có thể bán lại lấy tiền mặt. Và người thuê nhà sẽ có 10 năm để trả lại tiền thuê nhà mà tiểu bang trả thuế cho họ, và một số người là thậm chí có thể không cần phải trả toàn bộ số nợ ha. Thì dựa theo một điều khoản được miễn trừ về tình trạng khó khăn của đại dịch Covid-19 sẽ gây ra, thì tiểu bang đồng thời không tính lãi cho những cái khoản tiền cứu trợ thuê nhà này ha. Để được vào chương trình này thì người thuê và người chủ nhà cũng phải cùng đồng ý. Và các nhà soạn thảo cái kế hoạch ước tính nếu những người thuê nhà mà không trả lại tiền mà cái chương trình cứu trợ giúp họ thì tiểu bang mắc khoảng tới 500 triệu đô la. Và thượng nghị sĩ Steven của bên đảng Dân Chủ nói rằng là đây không phải là tiền phát chuẩn một cách không phí, thì mục đích của chúng tôi là giúp người thuê nhà có một mái nhà và chủ nhà không bị tịch thu tài sản. Thì trên đây là Ivy muốn chia sẻ với những anh chị em đang theo dõi kênh của Ivy hai cái thông tin ngày hôm nay, đó là cái California đưa kế hoạch là 25 tỷ giúp cư dân không thể trả tiền thuê nhà ha. Ivy rất là cảm ơn mọi người đã ghé kênh ủng hộ Ivy. Ivy rất là mong muốn được có sự thương mến và ủng hộ của các anh chị bằng cách vào kênh Ivy Doan cuộc sống Mỹ Vlog, nhấn nút đăng ký kênh, subscribe, nhấn cái chuông để nhận được những video mới nhất. Ngoài ra có thể nhấn nút like, comment và share video này cho nhiều người cùng biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ghé kênh ủng hộ Ivy. Thông tin mà Ivy muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là Tổng thống Trump tính tới việc cho dân Mỹ mượn tiền an sinh xã hội hay còn gọi là tiền già xài trước. Và thông tin thứ hai đó là tiểu bang California đưa ra kế hoạch là 25 tỷ hỗ trợ giúp những cư dân không thể trả tiền thuê nhà trong thời gian đại dịch Covid-19 đang xảy ra. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.